nay thì bên em sẽ tiến hành đi cắt tỉa và bón phân định kỳ cho những cây nho thân gỗ này. Nhân tiện đây thì bên em sẽ chia sẻ với chị một số lưu ý khi trồng những cây nho thân gỗ này để sao cây nó ra hoa và quả sai, quả được to và vỏ mỏng, mọng nước và hạt nhỏ anh chị nhé. Trước mặt anh chị đây là những cây nho thân gỗ tôi quý. Những cây này thì cao khoảng tầm 3 m, nhưng cây này thì nó phải cao khoảng tầm 3,5 m anh chị nhé. Đây đều là những cây nguyên bản. Trên thị trường thì những cái dòng nho thân gỗ tôi quý này thì nó sẽ có hai loại. Một là cây ghép và hai là cây nguyên bản. Những cây nguyên bản là nó có thể mọc quả từ rễ mọc ra anh chị nhé. Thông thường những cây ghép ấy là nó sẽ ra quả cách gốc một đoạn khoảng tầm 5 tới 10 phân. Nó sẽ ghép từ bên trên này hất lên anh chị nhé. Những cây già cây này thì hầu như là trên cây lúc nào cũng có hoa có quả anh chị nhé. Đây cây bên cạnh này cũng đang bắt đầu ra hoa cái đường mới rất là sai. Trong cái quá trình mà anh chị trồng và chăm sóc cái cây nho thân gỗ này là từ thân chính thì nó sẽ có những cái nhánh phụ ra, và từ những cái nhánh này nó sẽ mọc ra những nhánh con như này. Thì để cây nó được sai quả thì mình sẽ cắt tỉa những cái nhánh con này đi anh chị nhé, để cái thân chính nó được thông thoáng. Khi đó thì ánh sáng nó chiếu cái thân này nó mới ra hoa đậu quả nhiều đấy anh chị nhé. Và khi trồng thì mình cũng nên lưu ý là đặt những cái cây nho thân gỗ này ở những nơi mà nó chứa nhiều ánh sáng. Đây là cái dòng cây có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ. Đấy, khi mình trồng thì có một số cành nó có thể bị khô, mình cũng nên cắt tỉa hết đi. Đấy, cành con này mình tỉa đi sao cho cái thân chính nó được thông thoáng. Đấy, những cành sát thân chính là anh chị tỉa hết đi anh chị nhé. Mình chỉ để cây nó lui tán ở những cành bên ngoài này thôi. Còn bên trong này là mình sẽ tiến hành cắt tỉa đi. Thì khi đó cây nó sẽ tập trung nó lui thân và lui quả, thì khi đó quả nó sẽ được to hơn. Và cái lưu ý thứ hai là trong quá trình trồng thì mình cũng nên bón phân định kỳ cho cây. Nhiều khi là mình trồng trong chậu ấy là cây nó hết chất dinh dưỡng rồi, nó có ra quả thì quả cũng rất là nhỏ và thường thường là nó sẽ bị chua chị nhá. Và mình lên bón những cái dòng phân hữu cơ. Đây là cái dòng phân mà bên em hay sử dụng để chăm sóc các loại cây ăn quả. Khoảng tầm 3 tháng thì bên em mới bón phân một lần thôi. Đây là cái dạng phân hữu cơ tổng hợp, nó cái dạng viên nén anh chị nhá. Đấy, dòng phân tan chậm đây là có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trong một thời gian khá là lâu. Đấy, những cây to như này cũng chỉ cần trồng trong chậu đường kính khoảng tầm 70-80 phân thôi là đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng phát triển rồi. Đấy, mình lên cắt tỉa hết những cành răm bên trong đi để cái thân chính nó được thông thoáng. Ở Việt Nam mình hiện nay thì cũng có rất nhiều cái dòng nho thân gỗ, còn cái quá trình trồng và chăm sóc thì hầu như là cái giống nào nó cũng đều tuân theo cái quy tắc đó chị nhá. Muốn quả to quả ngọt thì mình nên sử dụng các dòng phân hữu cơ. Nhiều khi là những cây này nó già cây thì nó sẽ đậu quả rất sai, mình có thể tỉa vợi quả đi. Quả nho thân gỗ thì ngoài ăn tươi ra thì anh chị có thể ngâm rượu cũng rất là ngon. Mình sẽ cắt tỉa hết những cái cành răm này đi. Đấy, khi cái thân cây nó được thông thoáng thì nó sẽ ra hoa và đậu quả rất là nhiều. Những cành trên này mình cũng làm tương tự như vậy chị nhé. Đấy, còn cái không gian thì mình lên trồng ở những nơi thoáng mát, không nên trồng dưới bóng cây chị nhé. Mình cứ trồng ở những nơi mà nó chứa nhiều ánh sáng. Nho thân gỗ tứ quý. Ngoài cây nho thân gỗ tứ quý này thì nhà vườn Ngọc Lâm còn rất nhiều các chủng loại nho khác. Ví dụ như là dòng nho thân gỗ 12 vụ, quả cũng ra quanh năm. Thực tế thì cây tứ quý và cây 12 vụ thì nó đều ra quả quanh năm. Tuy nhiên thì nó chỉ khác nhau về màu sắc quả khi chín thôi. Cái dòng 12 vụ thì khi chín thì có màu đỏ tươi, còn cái dòng tứ quý thì khi chín thì nó sẽ có cái màu đỏ thẫm như này chị nhá. Đấy, đây là cây nho thân gỗ tứ quý. Đây, cái cành này nó cũng không được đẹp lắm thì mình sẽ tiến hành cắt tỉa đi để cây nó lui những cái thân chính như này. Một cái cây trưởng thành như này khoảng tầm một tháng nữa thì nó sẽ đậu được rất nhiều quả anh chị nhé. Nó phải tầm vài trăm quả trên cây. Muốn cây nó đậu được nhiều quả hơn thì anh chị có thể kết hợp sử dụng thêm các loại phân bổ sung như là dòng canxi bo, phân vi sinh ấy. Anh chị phun định kỳ cho cây thì khi đó thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ đậu quả, giảm cái tỷ lệ rụng trái non anh chị nhé. Và trong cái đoạn cây ra hoa như này mình hạn chế tưới nước thôi, mình chỉ tưới nước đủ ẩm thôi. Tưới nước nhiều quá là cây nó cũng bị rụng trái non rất là nhiều. Đấy, cây này thì sau một tháng nữa thì em sẽ quay lại cho anh chị những cây này để xem cái tỷ lệ đậu quả và quả nó như nào nhé. Nhiều anh chị mà thưởng thức cái trái nho thân gỗ này mà thấy quả nó chua ấy, hoặc là hạt nó to ấy, chẳng qua là mình chưa biết cách trồng và chăm sóc thôi anh chị nhé. Nếu mà mình biết cách trồng ấy thì quả nó rất là ngon và hạt nhỏ. Cái giống nho này thì rất là dễ trồng, nó dễ trồng hơn cái dòng nho leo giàn rất là nhiều. Đấy, đây là cây nó được khoảng tầm trên 15 tuổi rồi. Đấy, cây này là cây tuyển chọn anh chị nhé. Đấy, nó phải cao khoảng tầm trên 3 m đấy. Anh chị mà thích những cây tứ quý hàng nguyên bản thì có thể tham khảo những cây này. Đấy, còn đây là cây 12 vụ anh chị này. Đây,
sự khác nhau giữa dòng thực quý và 12 vụ đây. Quả của 12 vụ đây chị nhá, là sẽ có màu đỏ tươi nha. Còn bên này là cái dòng quả thực quý đây chị này. Đấy. Hai màu sắc quả khi chín nó sẽ khác nhau hoàn toàn đấy chị nhá. Còn về cái độ to, độ nhỏ là do mình chăm sóc thôi, quả nó sẽ có kích thước tương đương nhau. Đây như cây 12 vụ này thì cũng được khoảng tầm 4 năm tuổi rồi, 4 5 năm tuổi rồi. Đây cũng là cây nguyên bản đấy anh chị này. Anh chị nào mà thích chơi bonsai thì thích chơi những cái dòng nguyên bản hơn, còn nếu mà mình trồng cây ăn quả đơn thuần thôi ý, thì mình có thể lựa chọn cây ghép cũng được. Cây nguyên bản thì sau một thời gian thì nó sẽ ra quả từ rễ mọc ra như này. Đấy, như cây này là bên em cũng sẽ tiến hành cắt tỉa hết những cành răm đi. Thì khi đó thì cây nó sẽ tập trung nuôi quả và nuôi thân chính này, quả nó mới được to anh chị nhé. Để cây nó nuôi quá nhiều cành răm như này thì nó cũng không có chất dinh dưỡng để nuôi quả đâu chị ạ. Mình sẽ cắt tỉa vợ hết đi để cái cây nó được thông thoáng, chỉ nuôi những cái thân chính này thôi. Đấy. Đây là cái dòng 12 vụ thì quả nó sẽ xanh thẫm hơn cái dòng tứ quý. Đây, anh chị thấy này, quả này. Như cái này hiện tại thì bên em cũng bán chỉ giá là 1 triệu rưỡi một cây thôi. Và hàng nguyên bản anh chị nhé, rễ đây. Rất đẹp. Rễ này thì một thời gian nó nổi lên trên mặt đất là nó sẽ có thể ra quả ở rễ mọc lên anh chị nhé. Đây, về cái dòng 12 vụ thì bên em có rất nhiều cây to đây. Đây cũng là một cây nho 12 vụ anh chị nhé. Quả khi chín này. Đấy, quả chín rất là to này. Đây, 12 vụ. Vỏ rất là mỏng anh chị nhé. Rất là ngọt. Đấy, như cái này bên em mới cắt tỉa một tháng trước thôi. Anh chị thấy này, quả ra rất là nhiều nhé. Mình cứ chú ý là sẽ cắt tỉa cành định kỳ cho cây. Đấy, như cái này là bên em đang bán với giá là 6 triệu. Rất là già cây rồi, gốc 5 sao phân. Đấy, cái giá thành thì nhiều khi anh chị hay so sánh nhưng mà nó còn phụ thuộc vào độ tuổi của cây. Những cây lâu năm thì nó mới ra hoa đậu quả nhiều như này. Đấy, còn đây là một cây 12 vụ khác anh chị này. Sau khi cắt tỉa cái cành nó được thông thoáng là sẽ đậu rất là nhiều quả như này. Đây, còn anh chị thấy đây là một cây tứ quý nhá. Cây tứ quý này cũng là cái hàng nguyên bản. Đấy, anh chị thích chơi bonsai thì có thể tham khảo những cây nguyên bản như này. Mình sẽ cắt tỉa vợi cành tán đi. Quả này, những cái này cũng được vài chục quả trên cây rồi. Rất là sai luôn. Đấy, mình chỉ để vài cành chính thôi. Khi đó thì cây nó sẽ đậu được rất nhiều quả anh chị nhá. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavuongnoclam.com.